Crash Landing on You, Hạ cánh nơi anh là một bộ phim kể về mối tình xuyên biên giới của nữ doanh nhân trẻ xinh đẹp người Hàn Quốc Jun Seri và chàng quân nhân tiễn trai người Triều Tiên đó là Lee Jong Hyuk. Một ngày nọ, Seri đang thử sản phẩm dù lượn do chính mình sản xuất, thì không may một cơn bão ập tới đã kéo Seri bay qua tận biên giới Triều Tiên, nơi mà Jong Hyuk đang đi tuần tra. Cuộc chạm trán định mệnh này đã bắt đầu cho một chuyện tình kéo dài gần 16 tập trên Netflix. Tuy nhiên, đây không phải là một kênh review phim, và cũng càng không phải là nơi kể chuyện tình của Seri hay Jong Hyuk. Video này tập trung đến số phận của một thứ đang nằm vắt vẻo trên cây, mà các bạn thấy đó chính là chiếc dù lượn. Chiếc dù này đã kết đôi cho hai người, nếu không có nhờ nó thì còn lâu Seri mới sang được tận Triều Tiên để gặp Jong Hyuk. Sau khi hoàn thành xong sứ mạng gắn kết Seri và Jong Hyuk, nó lại nằm chơi chọi và lẻ bóng. Chiếc dù lượn chính là một ví dụ điển hình cho chất xúc tác mà mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Dược sĩ Tuần Lộc. Đây là kênh nhằm cung cấp các kiến thức liên quan đến sức khỏe một cách khoa học và cập nhật bởi mình là một dược sĩ và cũng là một giảng viên. Video này nằm trong chuỗi series các bài giảng hóa lý dược của mình. Các bạn đón xem nha. Khi nãy mình có đề cập đến chiếc dù lượn là một ví dụ của chất xúc tác. Vậy thì chất xúc tác là gì? Trong một cái phản ứng hóa học thì chất xúc tác hay là catalyst là một chất mà gây ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Nó có thể làm tăng tốc độ phản ứng hoặc làm giảm tốc độ phản ứng. Mà điều đặc biệt, sau cái quá trình phản ứng hóa học diễn ra thì chất xúc tác nó không có sự biến đổi bất kỳ nào về mặt hóa học của nó. Quá trình có sự tham gia của chất xúc tác, người ta gọi là quá trình xúc tác hay là catalysis. Một ví dụ cho các bạn đó là sự thủy phân của nước oxy già H2O2 sinh ra nước và khí oxy. Bình thường phản ứng này diễn ra rất là chậm. Tuy nhiên khi có mặt của chất xúc tác là ion iốt, platinum hoặc là catalase thì tốc độ phản ứng đã tăng lên đến 2.000, 4.000 và thậm chí là 6.000 lần. H2O2 phân hủy tạo ra oxy nguyên tử có tính diệt khuẩn khá là mạnh, giúp sát trùng vết thương. H2O2 cũng được tìm thấy trong thân của con bọ Bombardier Beetle. Mà khi cần, những cái H2O2 này nó sẽ được chuyển đến một cái khoang chứa catalase và từ đó phản ứng phân hủy H2O2 được diễn ra một cách nhanh chóng, tạo ra một áp suất khá là cao và phun ra ngoài. Đến đây mình có một cái task cho các bạn, đó là biết về tính chất của các bọ cánh cứng này. Shino đã gửi Sakura về việc nuôi một đàn bọ để sau này làm thuốc sát khuẩn trị vết thương. Nếu bạn là Sakura thì bạn có chấp nhận lời đề nghị này của Shino hay không? Đây là câu hỏi dành cho các bạn fan của Naruto. Tuy nhiên nếu các bạn không phải là fan của Naruto thì hãy tìm hiểu trên Google xem Shino và Sakura là ai nha. Một đặc điểm quan trọng nhất của chất xúc tác đó là nó không hề có sự biến đổi về mặt hóa học và cũng như khối lượng sau khi tham gia phản ứng xúc tác. Các thay đổi về mặt vật lý thì có thể. Ví dụ như nếu các bạn sử dụng một cái chất xúc tác có kích thước rất là lớn ở dạng cục thì sau quá trình xúc tác thì nó có thể chuyển sang dạng bột mịn. Các chất xúc tác của mình chính vì nó không thay đổi sau quá trình xúc tác, do đó nó chỉ cần một lượng nhỏ là đủ có thể xúc tác cho phản ứng của mình. Các chất xúc tác càng mịn thì nó có diện tích tiếp xúc càng lớn và hiệu quả xúc tác ngày càng cao. Chất xúc tác rất chuyên biệt và chọn lọc, đặc biệt là các chất xúc tác sinh học bằng các bản chất là enzyme. Mỗi chất xúc tác sẽ tham gia vào một phản ứng nhất định cho ra một sản phẩm nhất định như nguyên tắc ổ khóa và chìa khóa về các bạn. Ví dụ như quá trình phân hủy của ethanol, nếu mình dùng xúc tác là nhôm oxit thì quá trình dehydrat hóa nó sẽ diễn ra, sinh ra khí ethylene. Còn nếu mình sử dụng xúc tác là canxi thì quá trình dehydro hóa sẽ diễn ra và sinh ra acetaldehyd. Thông thường các chất xúc tác của mình không thể tự động thúc đẩy phản ứng diễn ra mà nó cần phải đi kèm với một số những điều kiện nhiệt độ áp suất như một phản ứng bình thường. Ví dụ như phản ứng tổng hợp NH3 từ nitơ và hydro. Kể cả khi có mặt xúc tác Fe thì phản ứng vẫn chưa diễn ra, chỉ trừ mình cung cấp cho hệ một cái nhiệt độ và một cái áp suất thì phản ứng tổng hợp mới được diễn ra. Xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nghịch. Xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và đồng thời nó làm tăng cả tốc độ phản ứng nghịch. Do đó, cân bằng của phản ứng không bị chuyển dịch. Nó chỉ giúp cho cân bằng được sớm thiết lập hơn. Phân loại quá trình xúc tác, người ta dựa vào các tiêu chí khác nhau. Nếu dựa vào tiêu chí là tốc độ phản ứng, người ta chia quá trình xúc tác ra làm hai loại, đó là xúc tác dương và xúc tác âm. Xúc tác dương là xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng, như trong ví dụ phân hủy kali clorat mình sử dụng xúc tác là mangan dioxide, hay là tổng hợp NH3 thì mình sẽ sử dụng xúc tác là sắt Fe. Còn xúc tác âm thì ngược lại là xúc tác làm giảm tốc độ phản ứng. Bình thường sắt tác dụng với axit hydrochloric nó sẽ sinh ra khí hydro. Tuy nhiên nếu thêm vào trong hỗn hợp một lượng urotropin thì phản ứng hầu như không diễn ra. Dựa vào trạng thái của các chất trong phản ứng hóa học thì người ta cũng có thể chia ra quá trình xúc tác thành hai loại, đó là xúc tác đồng thể homogeneous catalysis.
Đây là quá trình mà các chất tham gia reactants và sản phẩm product hay catalyst ở cùng một pha với nhau. Ví dụ như quá trình tổng hợp SO3 từ SO2 và O2 có sử dụng NO là chất xúc tác, thì cả bốn chất này đều có trạng thái là khí. Còn đối với chất xúc tác dị thể, heterogeneous catalysis, thì quá trình này chất tham gia sản phẩm hay catalyst không cùng pha với nhau. Ví dụ như quá trình tổng hợp ra methanol từ CO và H2 thì có sử dụng xúc tác là ZNO và COO ở trạng thái rắn, khác với các chất kia là ở trạng thái khí và lỏng. Về bản chất, quá trình xúc tác dị thể là một hiện tượng bề mặt mà trong đó chất tham gia phản ứng sẽ được hấp phụ lên bề mặt của chất xúc tác. Các phân tử đã được hấp phụ ở gần với nhau, dễ tương tác với nhau và dễ phản ứng hợp với nhau. Diện tích bề mặt của chất xúc tác nó càng lớn thì nó hấp phụ nó càng nhiều và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Trong khi đó, chất xúc tác đồng thể hoạt động theo cơ chế là thành lập ra một cái phức hợp trung gian và cái phức hợp này có thể phân hủy trả lại cái chất xúc tác và sản phẩm cho mình. Vì đây không phải là một cái hiện tượng bề mặt, do đó cái quá trình xúc tác của mình nó không phụ thuộc vào kích thước của chất xúc tác. Các cái phản ứng hóa học nếu muốn được diễn ra thì nó cần phải vượt qua một cái hàng rào năng lượng hay nó được cung cấp một cái năng lượng hoạt hóa. Cũng giống như khi các bạn đi tập gym, các bạn đá banh, các bạn bơi lội, thì việc đầu tiên đó là các bạn cần phải khởi động để giúp cho cơ thể của mình được warm up và sẵn sàng cho những hoạt động nặng hơn. Các chất xúc tác của mình hoạt động theo cơ chế làm giảm năng lượng hoạt hóa, làm giảm cái hàng rào năng lượng. Hay nói cách khác, nó đi một cái con đường tắt, nó sinh ra một cái phản ứng mới đòi hỏi ít năng lượng hơn. Và chính vì vậy, cái phản ứng của mình đã được diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên như mình đã trình bày, phản ứng thuận nó diễn ra nhanh bao nhiêu thì phản ứng nghịch nó cũng diễn ra nhanh bấy nhiêu. Và chính vì thế, cân bằng của mình không có bị chuyển dịch. Chất xúc tác nó chỉ làm cho cân bằng phản ứng được thiết lập sớm hơn mà thôi. Cơ chế của phản ứng xúc tác đồng thể được giải thích bởi việc hình thành ra hợp chất trung gian qua hai bước. Bước thứ nhất là sản phẩm nó sẽ tác dụng với chất xúc tác, nó sẽ sinh ra một cái hợp chất trung gian. Và bước thứ hai, cái hợp chất trung gian này nó sẽ bị phân hủy, sinh ra sản phẩm và chất xúc tác. Hoặc là cái chất trung gian này nó sẽ phản ứng với một chất tham gia khác, nó cho ra sản phẩm. Các bạn có thể hình dung ra hợp chất trung gian trong ví dụ mà NO2 tác dụng với F2. Thì hợp chất trung gian NO2F2 này nó có cái liên kết FF rất là yếu và dễ bị đứt, tạo ra nguyên tử fluor rất là linh động. Và nguyên tử fluor linh động này nó tiếp tục tác dụng với NO2, sinh ra NO2F. Trong trường hợp xúc tác dị thể thì quá trình xúc tác diễn ra theo cơ chế hấp phụ, adsorption đó các bạn. Các phân tử chất tham gia phản ứng sẽ được khuếch tán đến tại các trung tâm hoạt động của chất xúc tác và được hấp phụ tại đó. Các phân tử gần nhau thì nó sẽ bắt đầu hình thành nên các liên kết hóa học yếu hoặc liên kết van der Waal mà người ta gọi đó là một cái phức hợp hoạt hóa. Và phức hợp hoạt hóa này bị phân hủy tạo ra sản phẩm. Và cuối cùng, quá trình giải hấp diễn ra, giải phóng các sản phẩm ra khỏi bề mặt của chất hấp phụ hay bề mặt của chất xúc tác. Quá trình xúc tác dị thể được đặc trưng bởi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là tính chọn lọc. Loại xúc tác nào sẽ cho ra phản ứng gì, sản phẩm gì. Điều này được giải thích bởi ái lực của các chất tham gia lên chất xúc tác là khác nhau. Ví dụ trong trường hợp tổng hợp NH3 mà mình sử dụng xúc tác là sắt đó các bạn, thì trong cái hỗn hợp khí của mình nó có thể tồn tại khí nitơ, khí hydro và cũng có cả khí oxy nữa. Tuy nhiên, nitơ và hydro nó sẽ được hấp phụ ưu tiên trên sắt của mình. Chính vì vậy, cái phản ứng ưu tiên sẽ tổng hợp ra NH3 thay vì tổng hợp ra H2O. Tính chất thứ hai đó là độ hoạt động của chất xúc tác. Nó sẽ được đặc trưng cho cái quá trình chuyển hóa chất tham gia thành sản phẩm. Ở đây chính là tốc độ của phản ứng. Như trường hợp phản ứng thủy phân H2O2, các chất xúc tác khác nhau thì sẽ cho ra tốc độ phản ứng khác nhau, y trừ chậm hơn platinum và sẽ chậm hơn so với catalase. Việc hấp phụ trên xúc tác dị thể nó được diễn ra nhiều nhất tại các trung tâm phản ứng. Tại đây có sự phân bố nhiều các liên kết hóa trị tự do, nhiều nhất là tại các khe, các rãnh, các đỉnh góc cạnh của một bề mặt chất xúc tác. Lúc này, nồng độ của chất tham gia phản ứng sẽ tăng dần tại các trung tâm phản ứng và từ đó tăng các tương tác giữa những phân tử ở gần nhau tạo ra những cái liên kết hóa học và phản ứng hóa học của mình được diễn ra. Trong quá trình xúc tác, có những chất, bản chất của nó không phải là chất xúc tác nhưng nó có thể gây ảnh hưởng đến chất xúc tác. Nếu nó làm tăng hiệu quả của chất xúc tác thì người ta gọi chất đó là promoter. Ví dụ như molybdan là một promoter của Fe trong quá trình tổng hợp NH3 theo quy trình của Haber. Nguyên nhân là do các promoter này có thể tạo ra một cái liên kết với chất xúc tác, từ đó làm tăng cái khả năng hấp phụ của Fe. Hoặc là các promoter này nó đã tương tác làm thay đổi cấu trúc tinh thể của Fe, từ đó làm tăng ra nhiều các góc, đỉnh hoặc là khe nứt
từ đó làm tăng cái liên kết tổng hóa trị trên tại các trung tâm hoạt động này. Ngược lại, một chất làm giảm hiệu quả của xúc tác bằng cách phá hủy các chất xúc tác đó thuận nghịch hoặc là không thuận nghịch thì người ta gọi đó là chất inhibitor hoặc là chất poison. Một dạng đặc biệt của chất xúc tác đó chính là enzyme. Enzyme có bản chất là những phân tử protein cao phân tử được sản sinh ra từ các tế bào sống. Enzyme là chất xúc tác cho rất nhiều những cái phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Theo nguyên tắc, một enzyme, một phản ứng và có độ chuyên biệt của enzyme rất là cao. Với bản chất là protein thì các enzyme này thường bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và pH của dung dịch. Trong xúc tác enzyme thì các chất phản ứng được gọi là cơ chất và các cơ chất này sẽ được hấp phụ tại trung tâm hoạt động của enzyme và từ đó phản ứng học diễn ra. Tuy nhiên, trong một số những cái điều kiện thì các enzyme này nó bị những cái phân tử khác lấn chiếm, giống như là Tuesday vậy đó các bạn. Thì lúc này cái quá trình kết hợp giữa enzyme và cơ chất nó sẽ không được suôn sẻ và từ đó thì cái phản ứng học của mình sẽ không được diễn ra. Đó là một số những kiến thức rất là căn bản về xúc tác. Vậy thì bây giờ mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu cái ứng dụng của chất xúc tác là như thế nào nha các bạn. Đầu tiên đó là quá trình thủy phân của ester. Như các bạn biết, ester là một hợp chất không tan trong nước. Trong môi trường, nếu có sự xuất hiện của acid và base thì ester sẽ bị thủy phân cho ra acid và ancol. Quá trình này được diễn ra thông qua sự hình thành của hợp chất trung gian. Các bạn có thể xem cái sơ đồ phản ứng trong trường hợp cả acid và base. Trong trường hợp sử dụng chất xúc tác là base thì phản ứng này còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Vì sao vậy? Vì axit sinh ra nó sẽ tác dụng với kiềm, nó sẽ tạo ra một muối và cái muối này nó có bản chất giống như xà phòng, người ta gọi đây là phản ứng xà phòng hóa. Các bạn thấy chữ Sapo thì các bạn có nhớ tới câu chuyện ở ngọn núi Sapo năm nào không? Hy vọng các bạn còn nhớ. Đôi khi cái chất xúc tác nó lại gây hại cho chúng ta như trong trường hợp của trichlorofluoromethan hay là CFC11. Thì trước đây năm 1970 đến năm 1980 thì người ta rất hay sử dụng CFC này trong tủ lạnh hoặc là làm những cái tấm cách nhiệt. Tuy nhiên một khoảng thời gian sau thì người ta thấy cái tầng ozone của mình nó bị phá hủy một cái đường dài khoảng gần 40 cây số và tập trung khá là nhiều ở tại Nam Cực, Úc hay New Zealand, và người ta phát hiện ra CFC chính là thủ phạm. Dưới tác động của tia UV, CFC sẽ sinh ra cái clo nguyên tử và clo nguyên tử này nó sẽ tác động với phân tử ozone và sinh ra cái phân tử ClO. Và phân tử ClO này nó sẽ tiếp tục phân hủy, nó sẽ tạo ra cái nguyên tử clo linh động và clo linh động này nó lại quay trở lại cái chu trình của mình, nó tác dụng với ozone. Và vì thế, chỉ cần một cái nguyên tử clo linh động nó đã phá hủy hàng ngàn, hàng triệu những cái phân tử ozone của mình. Trong năm 1987 thì Nghị định thư Montreal đã thống nhất cắt giảm về CFC để bảo vệ cái tầng ozone. Quá trình gây ô nhiễm không khí không chỉ dừng lại tại tác động của CFC tới tầng ozone mà còn do các khí thải từ các nhà máy, các động cơ ô tô thải ra. Các khí này gồm có các hydrocarbon, carbonic, carbon monoxide hay các nitơ oxit sẽ gây ra ô nhiễm không khí, mưa axit và gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Xăng dầu có bản chất là các hydrocarbon thì khi bị đốt cháy, các phân tử hydrocarbon này sẽ sinh ra khí carbonic và nước. Nhưng đó là điều kiện rất lý tưởng, một lượng hydrocarbon có thể không bị đốt hoặc là một lượng khí CO, một lượng khí nitơ dioxit vẫn có thể được sinh ra. Chính vì vậy, người ta sử dụng một bộ lọc khí thải trong các ô tô. Các thiết bị lọc khí này có bản chất là các hợp kim được thiết kế dạng tổ ong. Lớp hợp kim thứ nhất có bản chất là platinum và rhodium. Xúc tác trong quá trình khử, các nitơ oxit sẽ trở về với trạng thái nitơ ban đầu. Lớp hợp kim thứ hai có bản chất là platinum và palladium. Xúc tác trong quá trình oxy hóa các monocarbon và các hydrocarbon còn thừa. Chính vì vậy, khí thải sinh ra chỉ bao gồm là carbonic, nitơ, oxy và nước, tránh gây ra quá trình ô nhiễm môi trường. Mùa dịch vừa rồi, hết luyện phim sẽ tới ăn. Ví dụ tiếp theo là vai trò của enzyme trong tiêu hóa. Trong sinh lý của con người, enzyme là một phân tử vô cùng lợi hại. Quá trình tiêu hóa thức ăn nó không phải bắt đầu từ dạ dày của mình đó các bạn, mà nó bắt đầu tại chính khoang miệng của mình. Khi các bạn ăn tinh bột, nó có bản chất là một polymer của các glucose, thì nước bọt sẽ được tiết ra. Nó có chứa các enzyme alpha amylase và các enzyme alpha amylase này nó sẽ cắt chuyên biệt các vị trí liên kết 1-4 giữa các mắt xích glucose. Nó làm giải phóng các đường maltose hoặc là maltriose hoặc là dài hơn là các glucose oligomer và từ đó các bạn sẽ cảm thấy một cái vị ngọt khá là nhẹ. Để trải nghiệm cái vị ngọt này thì các bạn phải ăn thật chậm, nhai thật kỹ để các enzyme alpha amylase của mình nó kịp cái thời gian để cắt tạo ra những cái phân tử đường đơn hay là đường đôi và mình sẽ cảm thấy cái vị ngọt. Ăn nhiều quá mình sẽ bị mập. Các bạn hay nghe câu mỡ trong máu.
Mỡ trong máu sẽ gồm hai loại, đó là triglyceride, thường là do chế độ ăn gây nên, và cholesterol, thường là do nội sinh của bản thân mình. Nếu các bạn cao giá trị triglyceride thì các bạn có thể thay đổi chế độ ăn uống của mình. Tuy nhiên, nếu các bạn cao cholesterol thì các bạn sẽ sử dụng thuốc. Sự sinh tổng hợp của các cholesterol bắt đầu từ các phân tử acetin coenzyme A. Nó sẽ sinh ra HMG coenzyme A. Và sau đó, dưới tác động của các enzyme HMG coenzyme A reductase thì các phân tử HMG coenzyme A nó sẽ chuyển thành acid mevalonic, và cuối cùng dưới một hàng loạt những cái phản ứng khác nhau, acid mevalonic sẽ chuyển sang cholesterol. Do đó, để làm giảm sự sinh tổng hợp cholesterol, người ta phải giảm các hoạt động của enzyme HMG coenzyme A reductase bằng cách sử dụng một nhóm thuốc gọi là statin. Các nhóm thuốc này sẽ tác động làm bắt hoạt enzyme và từ đó làm giảm cái quá trình chuyển HMG coenzyme A sang acid mevalonic và làm giảm cholesterol huyết. Hết đồ ăn sẽ tới uống. Câu hỏi trước khi kết thúc bài học của mình đó là tại sao người châu Á hay bị đỏ mặt khi uống rượu nhiều hơn so với người châu Âu, và liệu này có liên quan gì đến nhóm máu O không các bạn? Qua bài học của mình á, các bạn đã biết thế nào là một chất xúc tác. Chất xúc tác là một chất mà nó có thể làm tăng hoặc làm giảm tốc độ phản ứng. Mà sau cái quá trình xúc tác diễn ra thì các chất xúc tác của mình nó không thay đổi về mặt cấu trúc hóa học và nó cũng không thay đổi về cái khối lượng của nó. Chất xúc tác của mình nó có thể được phân là chất xúc tác dương hay là chất xúc tác âm, hoặc là chất xúc tác đồng thể hoặc chất xúc tác dị thể. Các chất xúc tác thường làm giảm năng lượng hoạt hóa, chính vì vậy nó làm cho phản ứng diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, phản ứng thuận diễn ra nhanh bao nhiêu thì phản nghịch cũng diễn ra nhanh bấy nhiêu, và vì vậy cân bằng vẫn không thay đổi. Nó chỉ giúp cho cái cân bằng của mình được thiết lập một cách sớm hơn mà thôi. Trong trường hợp xúc tác đồng thể thì quá trình xúc tác nó sẽ sinh ra một cái hợp chất trung gian. Còn trong quá trình xúc tác dị thể thì quá trình xúc tác của mình diễn ra nhờ vào cơ chế hấp phụ. Trong quá trình xúc tác có những chất bản thân không phải là chất xúc tác nhưng nó có thể giúp cho quá trình xúc tác diễn ra nhanh hơn, thuận tiện hơn thì người ta gọi đó là promoter. Còn nếu mà những chất nó phá hủy đi cái chất xúc tác của mình thì nó được gọi là inhibitor hoặc là poison. Trong cơ thể thì sẽ có những chất xúc tác rất chuyên biệt tham gia vào rất nhiều những phản ứng sinh hóa, người ta gọi đó là enzyme. Và enzyme thì vô cùng lợi hại và vô cùng lý thú. Ok, bài học của mình đến đây là kết thúc rồi đó các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Bye bye!